nhiều doanh nghiệp bất động sản giải thể trước khó khăn của thị trường. Thị trường bất động sản đóng băng nhưng giá vẫn tăng. Huyện Đông Anh đấu giá đất thu gần 1.800 tỷ đồng. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, ai cũng tưởng rằng sau 2 năm ngưng trệ vì đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản như chiếc lò xo bị nén sẽ bật tăng trở lại. Nhưng thực tế cho thấy sau một thời gian tăng gấp gáp, thị trường không phục hồi như kỳ vọng mà ngược lại đang có dấu hiệu giảm tốc kèm bất ổn do nhiều nguyên nhân khác nhau. Bất ổn lớn nhất đó là sự tăng giá chóng mặt của một số phân khúc, đặc biệt là nhà ở. Theo số liệu thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, giá bán căn hộ đã tăng khoảng 30% so với năm 2021, 50% so với năm 2019. Hiện tại, những căn hộ giá 20-25 triệu đồng một mét vuông tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh hiện nay không còn. Giá nhà ở bình quân 45-50 triệu đồng một mét vuông. Tương tự, ở Hà Nội, một số khu vực được đầu tư hạ tầng đồng bộ như Linh Đàm, Mỹ Đình, trước đây nhiều khu vực đất nền do đầu tư sơ sài giá chỉ khoảng 10 triệu đồng một mét vuông, nay đã lên tới 200 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong quý 3 năm 2022, thị trường bất động sản nói chung và phân khúc nhà ở nói riêng tiếp tục cho thấy sức tiêu thụ sụt giảm mạnh. Cụ thể, đối với sản phẩm căn hộ chung cư, cả nước chỉ có thêm trên 41.800 sản phẩm gia nhập thị trường, bằng xấp xỉ 78% so với cùng kỳ năm 2021 và 24% so với năm 2018. Cùng với đó là sức mua cũng sụt giảm, tỷ lệ hấp thụ bình quân từ đầu năm đạt 43%, riêng quý 3 đạt 33,5%. Hiện năm nay, tâm lý dè dặt đang bao trùm. Do đó, trước những khó khăn của thị trường, một số doanh nghiệp bất động sản mới thành lập hoặc lập được vài năm nhưng bán hàng không được đã dục dịch giải thể hoặc nguy cơ giải thể rất cao. Minh chứng là số liệu từ báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 6 tháng đầu năm 2022 có 1.935 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, trong đó kinh doanh bất động sản có 142 doanh nghiệp, chiếm 7,36%. Theo các chuyên gia, giải pháp cải thiện thị trường bất động sản thời gian tới là đẩy mạnh việc sửa đổi các luật để khắc phục các bất cập. Ngoài ra, cần nới room tín dụng cho thị trường bất động sản, đặc biệt là cho những dự án cần thiết, cấp thiết cho xã hội, những dự án để khuyến khích nguồn hàng phù hợp với người dân như nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp. Hàng tồn kho nhiều, thị trường ảm đạm dẫn đến nhiều rủi ro, khiến các doanh nghiệp còn trụ lại được phải tính đến phương án điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tái cơ cấu sản phẩm. Bộ Xây dựng cũng cho biết tình trạng nguồn cung bất động sản suy giảm ở mức đáng báo động. Tuy nhiên, như chúng tôi đã đề cập ở ngay đầu bản tin, điều kỳ lạ là chỉ số giá bất động sản nhà ở và văn phòng tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều có xu hướng gia tăng. Số dự án nhà ở hoàn thành trên cả nước giảm sâu. 9 tháng năm 2022, cả nước chỉ có 63 dự án nhà ở thương mại được hoàn thành, bằng 50,4% nguồn cung cùng kỳ năm 2021. Trong khi dự án dở dang, thi công cầm chừng lại tăng mạnh. Nó phản ánh cơn khát vốn của các doanh nghiệp bất động sản. Càng khát vốn thì những chương trình khuyến mại khủng lại được đưa ra. Thậm chí có những chương trình khuyến mại khủng như thanh toán tiền một lần sẽ giảm giá 40%. Việc các doanh nghiệp bất động sản liên tục giảm giá, đi kèm nhiều chính sách chiết khấu lớn còn có một nguyên nhân khác là thanh khoản thị trường rất kém. Thống kê từ 15 doanh nghiệp bất động sản lớn được niêm yết trên sàn chứng khoán cho thấy, tổng lượng tồn kho đã tăng gần 7,4% so với quý trước và tăng hơn 28% so với cùng kỳ. Rõ ràng những giới hạn về tín dụng đối với cho vay bất động sản đang trở nên đáng báo động. Theo ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch Vingroup, thời gian vòng quay hàng tồn kho tăng ở mức rất cao, lên mức trên 1.497 ngày, tương đương hơn 4 năm. Đây là mức cao đáng báo động cho các doanh nghiệp bất động sản. Theo Savills, quý 3 năm 2022, chỉ số giá bất động sản đều có xu hướng gia tăng. Tỷ lệ hấp thụ nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 15%, tức là đã giảm 54 điểm phần trăm theo quý, nhưng giá bán tăng 1 điểm phần trăm theo năm. Chỉ số này tại Hà Nội cũng ghi nhận đà tăng với 8 điểm theo quý, nghĩa là giá đã tăng trong 12 quý liên tiếp. Giá bán trung bình cũng tăng 8% theo quý. Câu hỏi đặt ra là giá nhà liệu có thể giảm hay không? Bởi rất nhiều người đang lưỡng lự về việc xuống tiền hay chờ đợi thời cơ mới, với mặt bằng giá mới. Câu trả lời từ giới đầu tư kinh doanh bất động sản chẳng khác nào bị dội gáo nước lạnh.
Xét về lâu về dài thì không thể nào có sự giảm giá được. Thì chúng ta cũng có thể thấy là giá vật liệu xây dựng trong thời gian vừa qua từ năm 2021 đến bây giờ đã tăng phi mã. Đấy là chưa kể các luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở sắp sửa được ban hành sẽ đưa ra các vấn đề liên quan đến đền bù đất phải đền bù bằng cái giá trị thị trường của nó. Để giải quyết gốc rễ của vấn đề, nhất là trong bối cảnh lãi suất tăng cao, một lần nữa chúng ta cần quay sang học tập kinh nghiệm phát triển nhà ở của các nước đã có thành tựu về vấn đề này. Tiêu biểu là Hàn Quốc với chính sách tạo lập quỹ tiết kiệm phát triển nhà ở. Đối với quỹ này, tất cả người dân Hàn Quốc đều có trách nhiệm gửi tiền hàng tháng, nghĩa là một người vì cộng đồng. Quỹ này thì có thể nói là phía Việt Nam cũng đã ấp ủ nhiều năm nay rồi. Trong đó có vai trò của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cũng đã rất muốn kiến nghị với nhà nước để làm cái mô hình này rồi. Nhưng mà nó cũng chưa thật sự chín muồi, điều kiện nó cũng chưa đủ. Quả thực nếu cứ trông chờ các gói giải cứu của chính phủ mà không huy động từ chính người dân thì Hàn Quốc không thể có một quỹ tiết kiệm để phát triển nhà ở như hiện nay. Chính vì thế trên góc độ quản lý nhà nước, thị trường bất động sản chỉ có thể phát triển bền vững, lành mạnh khi chúng ta kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, kiểm soát lạm phát, hoàn thiện luật, khơi thông vốn, cải thiện nguồn cung. Tuy vậy, quý khán giả cũng đừng quá bi quan, một điểm sáng đang được các nhà đầu tư kỳ vọng là sự dịch chuyển của dòng vốn FDI cùng chính sách điều tiết của chính phủ có thể sẽ là động lực để bất động sản bứt phá trong tương lai. Năm 2023 sẽ là giai đoạn phục hồi của bất động sản trong trung và dài hạn. Bất động sản nghỉ dưỡng, công nghiệp, nhà ở xã hội được đánh giá là điểm sáng bởi còn nhiều dư địa tăng trưởng. Nhu cầu thực của các phân khúc này khá lớn, đặc biệt tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp lên tới gần 90%, kéo theo nhu cầu về nhà ở của công nhân, nhu cầu đầu tư hoặc nghỉ dưỡng của các chuyên gia nước ngoài. Nếu biết nắm bắt và chuẩn bị đầy đủ điều kiện đáp ứng được thì đây sẽ là miếng bánh hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Hiện nay, người mua bất động sản ưu tiên sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực, có thanh khoản tốt và nhu cầu mua bán cho thuê cao. Không chỉ khách hàng mà nhiều doanh nghiệp địa ốc cũng hướng tới phân khúc bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực. Hầu hết các dự án đều có tỷ lệ bán hàng khá cao, trên 70% giỏ hàng, trong thời gian bình quân từ 2 đến 3 tháng. Tuy nhiên, nguồn cung phân khúc này đang khan hiếm và có xu hướng ngày càng giảm, các dự án có mức giá 1 đến 2 tỷ đồng cạn kiệt. Thực tế đòi hỏi các chủ đầu tư cần nghiên cứu, cơ cấu lại sản phẩm phù hợp để tránh rơi vào vết xe đổ khủng hoảng và đóng băng thị trường. Theo ghi nhận tại khu đô thị Ao Sào, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chủ đầu tư đã triển khai xây dựng khu nhà ở thấp tầng với khoảng 301 căn hộ và đã bàn giao hàng trăm căn cho người mua nhà vào sinh sống. Tuy nhiên, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật ở đây chưa được khớp nối với hạ tầng chung của khu vực do việc giải phóng mặt bằng chung của dự án chưa hoàn thành. Cùng với đó, việc cơi nới tầng mái tràn lan khiến khu đô thị Ao Sào chẳng khác nhiều khu tập thể cũ ở Hà Nội. Việc cải tạo cơi nới tầng mái đang tạo ra cảnh quan khiến kiến trúc đô thị vô cùng lộn xộn, mất mỹ quan. Bên cạnh đó, nó còn tiềm ẩn cả mất an toàn, rủi ro phòng cháy chữa cháy. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, tính đến tháng 11 năm nay, địa phương này đã đấu giá với tổng diện tích hơn 36.401 m², tương ứng với 324 thửa, thu về cho ngân sách nhà nước của huyện gần 1.800 tỷ đồng. Với kết quả này, Đông Anh đang là địa phương dẫn đầu thành phố Hà Nội về số thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất. Chúng ta đã biết đến container qua vai trò là kho chứa hàng hóa di động. Thế nhưng không chỉ dừng lại ở đó, container còn được vận dụng để làm nơi ở, thậm chí là để làm các công trình nghỉ dưỡng khá đặc sắc. Có thể thấy ngay ưu điểm của nhà lắp ghép container đó là khả năng di động phù hợp với nhiều loại địa hình như đồng bằng, đồi núi hay vùng đô thị. Các container cũ, dù không còn thể dùng để chuyên chở hàng hóa, thì vẫn đủ tiêu chuẩn để biến hình thành các căn nhà ở, nhà cho thuê để kinh doanh. Không ít nơi trên thế giới, người ta còn sử dụng container để làm lớp học, thư viện, vân vân. Hơn nữa, do khung nhà được làm từ thép chịu lực cường độ cao, nên nhà container có tuổi thọ cao, trên 50 năm. Ưu điểm đầu tiên, nhà container dễ di chuyển, nên có thể nằm ở các địa hình như trên núi, gần sông biển, những nơi mà việc thi công khá khó khăn và dễ bị đội chi phí bởi những yếu tố ngoại cảnh. Việc cải tạo một container thành phòng ở vốn dĩ được thực hiện ở các địa điểm khác. Khi mang đến địa điểm dựng công trình, chỉ cần gia công, lắp ghép trên một mặt bằng, được chuẩn bị hạ tầng chu đáo. Điều này giúp thời gian thiết kế và xây dựng cũng nhanh hơn các loại nhà
truyền thống đến 70-80% và cũng chỉ tốn 50-60% tổng chi phí. Hơn thế nữa, nhà container không cần móng nên dễ dàng di chuyển đến các địa điểm khác. Tiếp đến, mô hình này có thể thỏa mãn nhu cầu thiết kế theo yêu cầu. Kiến trúc sư có thể thoải mái biến ảo hình dạng các phòng trong ngôi nhà như phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách hay cả phòng ăn. Tuyệt vời là vậy, nhưng mô hình kiến trúc này vẫn chưa phổ biến tại Việt Nam vì nhiều lý do. Thời tiết nóng ẩm mưa nhiều là một nguyên nhân, thế nên nhà container chủ yếu phải lồng ghép vào các dự án bất động sản du lịch, homestay nghỉ dưỡng, tức là các công trình cần tạo cảm giác mới mẻ cho người đến ở. Còn đối với đại bộ phận nhân dân, mô hình nhà ở container vẫn là điều gì đó xa vời, thiếu thực tế. Đồng thời, theo luật pháp hiện hành, loại hình nhà vẫn gặp nhiều vấn đề quy hoạch cũng như cấp phép xây dựng để có thể phù hợp với các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Đến thời điểm hiện tại, mô hình nhà container vẫn là một sản phẩm bất động sản hết sức tiềm năng và phổ biến ở các nước đang phát triển. Thế nhưng tại Việt Nam, có lẽ vẫn cần rất nhiều sự thay đổi về nhận thức cũng như hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng, dẫn đường để lắp ghép nó vào dòng chảy đời sống xây dựng. Còn bây giờ, bản tin Nhà đất và Đầu tư ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào giờ này ngày mai.